chiếc máy cạo râu mini với 34.000 lượt bán thì khỏi cần phải bàn cãi về chất lượng của sản phẩm rồi nhỏ gọn tiện lợi dễ dàng sử dụng chỉ cần sạc pin không cần phải bôi kem cạo râu hay làm mềm da trước khi cạo Yêu cầu lớn nhất của con máy này là anh em chỉ cần sạc pin cho nó đầy đủ thì nó sẽ hoạt động một cách tốt nhất. Râu ngắn hay râu dài thì em này vẫn không ngại, đặc biệt là râu vừa vừa thì em này sẽ xử lý một cách tốt nhất. Anh em nào có râu quai nón thì cũng hiểu cảm giác một hai ngày mà mình không cạo thì hàm râu của mình nó mọc tua tủa như rừng u minh mà mỗi lần cạo thì như một cực hình. Còn đối với em này thì râu quai nón hay là râu thường thì em này xử lý vẫn rất êm ái mượt mà em này không những cạo được râu mà còn cạo được tất cả loại lông, lông nách, lông chân, lông ngực đều cạo được nha anh em. Đặc biệt là anh em nào mà để đầu đinh, tóc ngắn ngắn thì em này vẫn xử lý được một cách ok. Không tin thì anh em cứ thử